Em nghe tin mình về, chưa kịp giáp mặt với nhau, em có lỗi với mình nhiều lắm. Việc gặp tôi hay không gặp cũng có lỗi gì đâu. Hôm nay với cương vị của bà hội đồng, cô đến đây để làm chi nữa? Ôi, lời nói đau như kim châm môi sắc. Mình ơi, mình đâu biết rằng lửa bây giờ không còn là lửa của ngày xưa. Lũ ngày xưa để cho mình thương yêu, mình quý trọng, thì lũ bây giờ chỉ đang để cho mình trách mắng rẻ khinh. Đôi với con, nó đã mặc tình theo bông chim tâm ca. Đôi với chồng, vì nó cãi giá nên nó mới nghẹn lời. Nhưng mình ơi, con lưu cãi giá là nó phải nuốt nước mắt vào tim rồi bấn cũ mắng nồng. Cơn lốc đảo điên nghiệt ngã tôi. Bơi theo dòng nước xoay mà chẳng chê hận tuổi cuộc đời. Mong cho trời quang mây tạnh để thuyền xưa về bên cũ, nhưng ai có ngờ bên mới đã ràng buộc sẵn từ lâu. Nước mắt không dưới bớt được cơn sầu, cũng không đổi được cái án tù hoài cung đau. Khi tùng bách ngửa nghiêng vì bão táp phong ba, thì dây cáp đành cũng rời thân rũ. Bọn nhà giàu nhiều kế mưu hãm hại người nghèo thế, cô nhân thương ai qua đổi thật thà trước những điều giá nghĩa giá nhân, nên cuối cùng rồi lỡ bước xa chân. Mình ơi, chịu mỗi đắng cay tủi nhục suốt bao nhiêu năm dài đắng đắng, là cũng chỉ mong mỗi ngày sum họp kể lể với nhau những uất ức trong lòng. Quá thương chồng không cảm suy kịp nghiệm, em đành cam mang tiếng là kẻ vô chồng. Mình bị an quan cửa nhà ly tán, muốn lo lắng cho mình nhưng biết cậy nhờ ai. Thân đói nghèo thì quen thuộc lánh xa,
sớm dầu thương nhưng giờ tay bay quá rồi. Chỉ có ông hỏi đỡ đần hôm sớm cảnh không cùng, em đành gá nghĩa để đền ơn. Cảm ơn cô. Cô nói rằng cô thân thiết là để lo cho tôi thoát khỏi án oan. Không, nhưng cô ơi, sông nơi hải đảo con lâu, tôi đã học nhiều bài học. Nào là biển cả mò trắng, rừng sâu đông cùi, bao nhiêu đắng cay tủi nhục đã quên làng tôi rồi. Khác hơn cô, từ lao tù trước giá nhìn lại cuộc đời, tôi không còn tính cái bọn chủ điền vào lòng nhân đức với người ta điền nghèo khổ nữa đâu. Tôi không ngờ, không ngờ gặp lại cô đây để nghe cô có đôi lời tâm sự. Không biết không phải vì tai họa của cô, đó là vì nhan sắc của bọn ác ba cường hào. Mình ơi, mình nói như vậy có phải tất cả những việc xảy ra đều do ông hội đồng sắp đặt hết phải không mình? Trắng đen là rõ như ban ngày, tội ác thì nó ở đây. Trời ơi, vậy cũng mà cũng như muôn ngàn thành nơi khác. Tôi cô à, trắng đen là rõ như ban ngày, cô khỏi tốn công mà tìm ra duyên cơ. Dù lỗi ấy do cô gây ra hay là tai họa tôi từ đâu đưa tới, mà cô không chịu tay, tôi không phiền trách chi cô đâu. Tôi nè ân ái không mong ngài tai ngờ, thì kể từ đây tôi với cô phải đành cam đứng ở đoạn thơ lòng. Nhưng tôi buồn có một điều là giọt máu bỏ rơi bên cạnh của bà mẹ trong chiếc áo hội đồng. Nếu không có anh em giúp đỡ tôi vượt ngục về đây thì thằng Luân, thằng Luân suốt đời cam chịu coi cúc bơ vơ.